Đồ Gỗ Đức Yên kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều ngày mùng 6 tháng 8 năm 2018. Hôm nay mùng 6 nhỉ cháu? Mùng 6 dương đúng không? Ừ. Thì kính chào quý vị, là lúc này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai chiếc khung gương bằng gỗ gụ, khung gương hết khổ, tức là trong nó sẽ là cao 1m53 và dài là 2m15. Thì cái khung gương này là bằng gỗ gụ và đục hoa lan tây rất là tinh xảo. Lúc này là đang xong cái phần mộc. Và trong hai chiếc ở đây thì là một chiếc là đã có bác Trung ở Mê Linh, là ở Phù Cừ Mê Linh Hà Nội đã đăng ký một chiếc, và còn một chiếc nữa thì vẫn đang tự do. Trân trọng kính mời quý vị, và cái này cũng báo giá luôn là cả khung cả gương đầy đủ là 20 triệu một chiếc. Thế thì là hôm trước thì bác Trung cũng có yêu cầu thì chúng tôi đã xong cái phần mộc, và từ cái lúc phần mộc thì là chúng tôi còn phải đánh giấy giáp thêm và sơn, trong thời gian nôm na nó cũng phải trong vòng độ 10 ngày, từ 1 tuần đến 10 ngày là xong xuôi hết, thì sẽ chuyển về Phù Cừ Mê Linh Hà Nội cho bác Trung. Và bác Trung cũng đăng ký là một chiếc đồng hồ của Tạ Đức trị giá 65 triệu. Ngày hôm nay thì cùng một lúc là có hai khách hàng đăng ký, thì có bác Trung ở Mê Linh một chiếc, và một chiếc nữa là bác ở công ty ở trong Sài Gòn là đăng ký một chiếc. Bác trong Sài Gòn đã chuyển 4.8 triệu và bác Trung là chuyển 10 triệu đặt cọc rồi. Và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Yên. Quý vị thấy là bên trong này những anh em công nhân vẫn đang làm việc. Đợt này chúng tôi cũng đang hoàn thiện độ chục đôi lộc bình, rồi thì cuốn thư câu đối là vài chục bộ. Ở Đồ Gỗ Đức Yên thì cái gì cũng nhiều, cái gì cũng có mà làm số lượng rất là nhiều. Đã không làm thôi, đã làm một loạt luôn. Đây, quý vị thấy đầy cuốn thư câu đối đây. Và sáng nay thì chúng tôi cũng đang bắt đầu khảm ba cái chữ Đức Lưu Quang cho một bác khách hàng, bác đang đặt 5 triệu rồi. Đấy là những phần công việc báo cáo các bác khách hàng đang đặt hàng dở dang ở đây. Và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhắc lại hôm nay là mùng 6 tháng 8 năm 2018.